Sơn nhé. Hello Sơn. Hello. Hello Phong nha, Phong Lê nha, hello, hello mọi người. Hôm nay chơi tựa game vừa mới ra mắt, không biết có phải mình là người đầu tiên chơi không, nhưng mà tôi nghĩ chắc là đã có người chơi rồi đấy nha. Tại tôi nghĩ một kênh của ông Hasno chưa thấy chơi, vô luôn cho nóng rồi. Tôi đang chờ mấy bạn kia vô. Hương này nọ nữa là chưa thấy vào nữa. Hello mail nhá, mail bỏ hổn version 1.01. Rồi tôi đọc mà tôi mỏi miệng ghê á. Đù, game không có cho chọn chế độ các bạn ạ. Game không cho chọn chế độ dễ. Trước khi bắt đầu, tôi muốn bạn xem cái này. À, cái gì đây? À, ký hả? Hay là hợp đồng sở thú hả? À, nóng thiệt nha em, mà chiều mưa đó. Mấy bữa nay anh tập thể thao mà nó thiệt chứ người anh nóng mà ngực luôn mọi người. Thế là chưa vô tập nha, mà mồ hôi đổ ướt nhẹp luôn á. Nếu hiểu. À, bất cứ cái gì đây à, tức là mình vào vai cái người gọi là như là keeper ấy, như là người mà trông coi sở thú ấy. À giờ nay cái đêm của người mà gọi là canh gác sở thú in the techno disclose, nói chung mấy cái từ này nó chuyên môn thế nhỉ. Thiệt luôn á, tôi vừa mới mở lên mà thấy chuyên sâu rồi, nhưng mà tôi cần hiểu cái cốt truyện cái đã. Rồi chớp tắt cái rồi xem nào, tôi nghĩ gì đây. Let's not waste time here, you'll be sitting here all night and I've got định nghĩa về thông tin bí mật, bất kỳ thông tin nào mà người trông coi vườn thú ban đêm thu thập được trong thời gian làm việc đều được coi là thông tin bí mật. À thì vậy tôi đang coi mà tiên. Thông tin bí mật nghĩa vụ không tiết lộ, phải không? Người trong coi vườn ban đêm cam kết không tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba sau khi chấm dứt hoạt động. Giới hạn nghĩa vụ trong trường hợp người trong coi vườn thú ban đêm bị thương hoặc tử vong khi đang thực hiện nhiệm vụ, người sử dụng lao động không phải chịu trách nhiệm với người thân hoặc những người khác. Ủa mắc cười không mọi người? Ủa bị thương mà có vấn đề gì mà nó không trách nhiệm với mình luôn? Điều khoản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. Giải quyết tranh chấp người trong cơ sở thú ban đêm là người đại diện hợp pháp, đồng ý không liên quan đến cảnh sát, các cơ quan liên quan đến các tử vong. À right. Rồi này có vấn đề mọi người, nói chung là có vấn đề pháp lý gì nó không chịu trách nhiệm cho mình nha mọi người. Rồi ký luôn, má chơi ngu rồi, một cái khoảnh khắc là ngu ngốc cuộc đời. You made the right move, just a couple more things and you'll pull your family out of poverty. Rồi attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Hello. Scientists. I thought this was a true. Never thought that the smart Alex. Nhưng mà cái vấn đề cái game Stray đó nói chung là đúng là nó cũng hơi ngắt ngáp xíu mọi người ạ. Excellent. Now let's get started. First, tại vì nó nói chuyện cái ngôn ngữ của robot mà mình chơi mò đường nó lâu lắm. Congratulations, you've taken the first step to becoming a part of our close-knit zoo family. Rồi, tôi vào vai người trong coi sở thú nha. Ê, cái gì vậy? He'll find out later. Người sẽ phát hiện sớm thôi. Má chưa vậy chơi nó tiêm thuốc của tôi luôn rồi. Chưa vậy thì bị tiêm thuốc rồi. Ê, dám nói nó tiêm thuốc ngủ cho tôi lắm. Ờ, ok, không. Làm vài clip vui vui thì được. Oh, you finally awake? Cuối cùng như cũng tỉnh dậy rồi. Đến lúc bắt đầu làm việc. What did you do to me? Anh làm gì làm gì với tôi vậy? Tôi quên tập xe quanh thôi. Làm việc với động vật thì cần phải có đề kháng.
I took your phone as well. I'll return. Tôi lấy điện thoại của anh rồi, tôi sẽ trả lại buổi sáng sau khi tan ca. So I got the job. I thought we had an interview. Và công việc của tôi sao? Tôi tưởng chúng ta đã có buổi phỏng vấn rồi. Vợ tôi đang chờ tôi ở ngoài mà. If you make it through the night, let's go. I still have a lot to show. Nhiều thứ cho anh xem. Hello Bảo Ngân, rồi tưởng đâu em giao mất tiêu luôn á, hèn gì không thấy em đâu, kiếm em hoài luôn á. À đi theo này nè đúng không? Ok nhá. Đây là đâu? This is our hub. Đây là trụ sở chúng ta. Chúng ta có rất nhiều thứ ở đây. Now we're in the cold room. Chúng ta đang trong phòng lạnh. Here we store herbs, vegetables, chúng ta trữ thuốc, lá cây, cá, cả thịt. Get to it. You can find the instructions in your PDA. Đọc hướng dẫn ở PDA. Trong game này sẽ có những con thú như con cổ có bằng. Đúng rồi. Sẽ có mấy con thú bị đột biến ấy. Hai cái lá với một cái rau vào trong cái brick là sao? À, này hả? Brick. I do have limits to my patience. À, bỏ đây hả? Sao nữa? Rồi. Lót hai hớp. Ok. Sao nữa? Am I supposed to wait for you forever? Không, ý chú là sao? Chú nói gì? Xe chỗ ổng đứng kìa. À là để đây hả? Mẹ. Thế là tôi tưởng thế nào? Nói chung là ngu anh Văn nó vậy mọi người. Nói chung là chúng ta cần phải học anh Văn. Không biết tiếng Anh là một cái thiệt thòi á. Rồi đây nhanh lên. My patience is wearing thin. À, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. À, con kia là ký hiệu thùng rác mà. À vậy hả? Ủa giờ tôi bỏ đồ ăn của thùng rác hả mọi người? Trời ơi, kêu tôi mang đồ ăn cho thú, tôi đưa, cầm đồ ăn bỏ thùng rác. Đéo hiểu luôn, quên. Most of the bikes will be left as a reserve. And take these ones with you. It's time to show you our work. Rồi đi giờ. Cái gì vậy? What was that? Cái gì đó? There's something in the works that you're not ready to know about yet. Có những thứ anh chưa sẵn sàng biết đâu. Bây giờ bắt đầu những việc cơ bản đã. Cơ bản là việc gì? Here's our KATIE, Kinetic Automated Transport with Innovative Engineering. Bố vậy cho em ăn đi. Gì em? Thì Phong Lê ăn cỏ hả mọi người? Em muốn ăn cỏ hả hay sao? Rồi, cái nào? This is the refrigeration compartment. You need to load the brick trolley here. Until you load it here, Katie won't buy. Đấy, tôi đang học Việt đó mọi người. Mới vô game rồi chúng ta gọi là học Việt nha. Chúng ta đang gọi là học Việt. Rồi, vô. Now, select the giraffe enclosure on the control panel and start the train. Rồi sao? À bắt đầu điều khiển nãy hả? Làm gì? Go to, trời ơi má nhiệm vụ nhiều thế. Go to the grip station. Attend to the lever. What the fuck? Cái gì mà công việc gì mà à đây này. Are you deliberately wasting time? Lái đi à. Giờ tôi đi đâu? Húp. À giờ tới con này trước à. À giờ chúng ta sẽ tới chỗ con cổ mọi người. Giờ sẽ tới chỗ con cổ nha. Rồi xong màn hình đen xì luôn rồi. Ok kìa. So we're at the giraffe station. Now listen carefully. I won't. Nghe chỉ kỹ đây, tôi không được lại lần hai. This is our mobile veterinary station. Đây là phương tiện của chúng ta. Anh phải cách, anh phải làm đồ ăn cho con thú, có bệnh sao không làm thuốc ấy. Closely monitor the health of the animals. We have some quite rare specimens, so the thought of anything happening to them is out of the question. Take this seriously, and we should all be safe for another day. Follow me. À giống như mấy con nó bị nhiễm virus đó, mình phải chữa cho nó hay sao á. You have to feed the animal its favorite food. Here's nó nhiều quá, thì cô chơi luôn đi. Choose the recipe from the list. Cut, mix, and you're done. À, treating animal này. Yes. Excellent. The zoo needs those who aren't afraid to ask. But even more so, it needs those who find answers themselves.
All right, enough chit-chat. Go to the cutting table. Nơi đâu, làm gì? À đấy hả? À. You need to select the giraffe from the list. Làm sao? Don't make a mistake with the weight. The exact measurement is displayed on the weight indicator. Measure carefully. À, làm cẩn thận hả? Làm sao canh được mấy ký? Ơ kìa. Khắc 3.5 mà. 3.5 là... Thế là sao nó không báo hiệu cho mình? Đây hả? Rồi. 3.5 đúng không? 1, 2, 3. It's not enough, Paul. Không đủ. Rồi đây. À, nó tự đo cho mình. Okay. Go ahead. Rồi tiếp. It's not enough, Paul. Add more. Đây. No, Paul, that's too much. Rồi đó. Perfect. Now activate the lever to lower the gadget trolley. Rồi sao, đi chưa? Chưa đi được à? Khoan, tôi phải đi ra ngoài chứ. Mở cửa đi. Bây giờ có nhiệm vụ làm gì? Activate level. À, kích hoạt level. Từ từ, ý là chưa ra được, chưa đi ra được. À đây. Không có cái map gì giống gì cả. Trời. Thì tính ra game này sẽ rất là dài mọi người, nhưng mà chắc phải chơi 2 ngày á. Tao nghĩ game này độ dài nhiều á. Rồi đi. Gameplay có 1 tiếng mấy thôi. Ủa vậy hả? Trời, anh tưởng đâu game này dài lắm chứ mà chơi được game này có 1 tiếng thôi á mọi người. What the fuck? Một tiếng mấy mà 200 mấy ngàn luôn. Không tin được. Một con game gọi là 200 mấy ngàn mà chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mọi người ạ. Không thể không hiểu nổi. Entrance to the enclosure. To open the door you need to insert your PDA into the enclosure terminal and select open enclosure. Rồi mở cửa. Khu cao cổ. Open. Take the bucket and dump the food in the feeding area. Làm sao? À, khu cao cổ kìa. À. Hello. Ôi ơi cưng nhờ. Ê. Trời má hết hồn cha. Ghê vậy. Từ từ thôi, vội quá anh em ạ. Anh em muốn ăn mà anh em vội thế. Rồi anh em muốn ăn mà vội vàng thế nhỉ. Pour the food into the feeding area. Từ từ anh em ạ. Từ từ thôi, ai cũng phần mà. Hello. Trời má ơi. Em má không ăn thế. Ăn uống từ từ chứ, từ từ đi kiếm cái thùng đồ ăn đã. Đâu rồi? Thùng đồ. Cái chỗ để đồ ăn nó đâu ta? À kia đúng không? Ở đây nè. Rồi, phải đâu? Thôi mà, mấy má từ từ thôi, cứ ai cũng phần mà. Từ từ. À, đây fitting area, đây rồi. Trời ơi má ơi, nguyên khu này mấy trẻ con mà cho tôi cái chỗ ăn có chút chít nè mọi người. Đúng là sỉ nhục hơi quen thú rồi. Trời ơi, má nhìn như cái gì á. Và sao nữa? Trời ơi ăn ngon nha. Hello. À, return the bucket. Bắt công việc cũng nhàn rỗi mọi người. Tính ra công việc game này cũng nhàn rỗi, cũng không có gì mà gọi là quá ghê gớm. Now put on the MFE. What's that? Sao? Mobile fecal extractor.
In simpler terms, a shit sucker. You've eaten shit before. Now you're going to suck it. I don't know. Why do we need all this? We need to constantly monitor the health of the animals. And taking excrement for tests is one of your key tasks. What? 100,000 a year, Paul. 100,000 No. You just have to collect the shit. Không chấp nhận. Come on, Paul. Don't chicken out. Trời ơi, đi hốt phần cho thấu được cái thật kìa. Mẹ ơi. Vậy dễ ít thôi nha. Chú ít thôi nha. Đâu? Phần đâu? Tôi. À, vút ve được à. Trời cưng quá. Mặt tôi thế phải đi hốt phân cho mấy anh thú. Kéo chấp nhận được. À đúng rồi, thì gọi là ăn ở đâu thì mình ỉ ở đó đúng không mọi người. À đi này. Trời ơi má ơi. Vì một thế giới trong lành nha. Ở đây bốc mùi quá rồi. Rồi ok. Trời ơi má ơi. Ai rồi cũng phải hốt phân. Ai rồi cũng phải hốt rồi. Now take the TIS. To avoid unnecessary questions, it's a thermal imaging system. You can just call it a thermal imager. It's needed to determine the body temperature. Ủa vậy game này có một tiếng thôi hả? Một tiếng thì được. Cũng cái gì đây? Check the TIS là gì? Có trên map không? Check the TIS à? Phải check ở ngoài đấy. TIS. Đo nhiệt độ. Sao vậy? Cái đồ đâu? Gần chỗ dụng cụ kia. Ở đâu? Ở đây à? Không, cái nốt mà. À đây. Trời ơi. Oh. Tôi có thể quan sát mấy con thú này mọi người. Rồi ôi. Ngon. Game này em thấy làm như xin sở thú bên thì mình đây là oxy rồi mọi người. Gọi là cho thú ăn và cho và đi hốt phân cho nó nha. Có một con bị sốt cao này. Con sốt cao làm gì? Xử nó à. Mizua O à. Có đo hết. Có đồ bốc bị đổ luôn. What the fuck. Con này mà bốn à, không, cái con nào mà đỏ tươi ấy. Con nào đã, lấy con đó. Con này à. Con này hả à? Lô bé. Biết sao không? Bệnh tội nghiệp quá. Úi dồi. Hello. Từ nha, lại nha. Rồi, mày đâu? Cái con mà, cái con đít đỏ kìa. Đây, mày rồi. Mày đây rồi, con đít đỏ. Con này là Paul à. À, Paul. Paul tên là Paul. Né ra con con Paul bay này nữa. Rồi xong hai đứa. Mẹ trời ơi, ta đang khám bệnh cho con kia mày chen vô. Thế của nổi. Con này không khỏe này đúng không? Rồi sao nữa? Ừ, trời mày hết hồn. Con nào tên kỳ leo hả? Tại sao là leo được? Trong khi con Po là 42 độ 6 này.
combo 4 hành động 6 này. Sao? Là sao? À xong rồi hả? Chỉ vậy thôi à. Công việc cũng đơn giản nha. Tưởng thế nào rồi ba cái việc nói cái đồ quỷ mà. As you can see, one of the giraffes isn't doing well. We need to make a dart with temperature. À, chúng ta cần có cái đồ mở như cái súng á để bắn ra cái tim mọi người. Bắn cái tim á để cho nó hạ nhiệt độ của nó xuống. Rồi. Ok, đi. In the terminal, you can check all the analyses you've collected in this enclosure. Rồi quần què vậy đây. Ờ vậy thôi à. Ở kia. Thế coi chuyện số vừa không mấy à. Thế coi chuyện số vừa không mấy à. Rồi. Nghi anh Phong sẽ chơi game này với mọi người. Chị khủng long vô đi sực nhanh Phong. Thấy nạn cũng sẽ chơi à. Rồi ok. Chắc nó sắp đi vậy. Ừ, sốt cỡ đó là không lên thiên đường rồi thôi đấy nha. Sốt mà không cho thuốc rồi bắt tôi đi về là như thế nào nhỉ? Ác thế. Rồi, chúc mừng anh vừa làm xong công việc đầu tiên. Go and load the collectible matter into the biomaterial receiver. Để cho mình cứ theo cái ký hiệu thôi, đúng không? Trường hợp chúng ta không hiểu tiếng Anh thì chúng ta phải theo ký hiệu trong game nó đề ra là được nhé. Yeah. Đi đổ phân là nữa. Đã đi hút phân rồi bây giờ còn phải đi đổ phân nữa các bạn à. Tôi bắn phân mặt mày giờ này. Này cầm tôi bắn phân nè. À. Làm sao? À, ở đây à. Trời ơi. Ghê quá mọi người à. Cả mình còn không chịu nổi nữa, nói chi. Dám nói nó nạp phân làm nhiên liệu rồi đây máy chạy mà. Trời ơi má. You need to load the trolley into the train. To do this, press the lever inside the car. Má game này cũng có jump scare nè mọi người, có jump scare đấy, không giỡn đâu. Game này jump scare hẳn hôi đấy. Game tên gì nhanh góc trên màn hình em ơi. Góc trên màn hình nhá. I did it this time, but in the future you'll have to. Rồi cho vô kinh nghiệm cho vô cái phần quan trọng đi, tận tâm đi. There are not so many vials. Xin chào ông nhớ clip lâu chưa? Mới được 24 phút nha. Clip được 24 phút. Làm gì? À, qua đây à? Cứ theo hướng dẫn game thôi, chứ biết sao giờ. À làm gì vậy? File a temperance from the list. À đây. Rồi, great. Chúng ta tạo ra cái thuốc kháng thể. Perfect. Now take the dart from the dart dispenser. Rồi. Oh, you've got Temporalax. Now load it into the veterinary gun. It's in the gadget trolley. Ôi kìa. Có súng rồi. Anh gấp đôi thời gian người ta rồi. Làm sao bắn ổng hay sao? Đã mua què gì? Rồi đây. À, bây giờ là check cái gun và load in the temperatures using VDA. À, sao? Làm gì? Từ từ, tôi đang hơi ngu xíu. Check the wet gun load in the... Rồi, load rồi. Sao nữa? À, lấy thuốc à? Thuốc ở đâu cơ? À, nope. Hay là ở ngoài nhỉ?
Không, phải đâu. Rồi sao? Làm gì? Mở kho đồ ra hả? Nè. Rồi. Hiểu. Trời ơi, game hack não ghê luôn. Shoot the rip. À bây giờ bắn con hươu có cổ đúng không? Rồi rồi ok. Giờ chúng ta đi bắn hươu có cổ mọi người. Ở đâu? Shoot the rip về cái hai temperature. Ở đâu? Đi đây à? The sick giraffe, Paul. Be careful. Storage là kho. Rồi mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi. Đi lên mở cửa. Cái con là Paul đúng không? Con Paul mọi người. Bố ơi. Bố ơi bố. Bố à. Bố ơi. Bố bố. Bố đâu rồi bố ơi. À bố đây rồi. Bắn bố ra. Bây giờ mọi người. Mọi người muốn tôi bắn như thế nào? Mọi người muốn tôi hít sọt hay là bắn mông nó, bắn đâu cho nó ngầu tí thôi. Chúng ta nên hay là bắn ngay mặt nó. Ủa, mọi người muốn bắn đâu nè? Đầu nói mà bắn. Thuất. Trời ơi, tôi tưởng cái gì? Ai ngờ cái gọi là hít sọt. Ôi trời ơi, má ơi, cái gì vậy? Cái gì mà chạy dưới vậy? Ghê cha. Má bắn có một cái thì nó chạy như điên luôn á. Yeah. Bắn có một cái thôi chạy đi. Trời má ghê vậy. Cái sở thú là bất ổn nha, ghê chứ. Rồi xong việc rồi. Mọi thứ cho chạy chứ. Có vẻ vậy. Đây tôi là công việc đầu tiên của tôi. Anh sẽ sớm quen nó thôi. Chúng ta cần phải quay về trung tâm. Chứ về trung tâm mà. Là mình phải đi hết khu vực luôn hả mọi người. Nè một tiếng sao được. Má quá trời chuồng luôn. Trời một tiếng là sao nhanh dữ vậy được. Đi chưa? Cái gì vậy? Let's go, Paul. Escort me to the exit. It's time to leave you alone with our lovely zoo facility. Tới lúc phải để anh một mình rồi. Ở kìa, sao lại một mình được? Hộ tống nữa exit. Rồi coi như bây giờ tôi sẽ một thân một mình để lo công việc ở đây mọi người à. Rồi chú. Xong. Trời ơi, xe gì đây? Lamborghini à. Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you prefer. Đây là xe của tôi. You'll get one in the morning. Anh mà làm việc tốt, anh sẽ được một chiếc. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. Trời ơi, rất mạn rồi. No problem. Ổn chưa mọi người? Mạn ổn chưa? Tự nhiên rất mạn rồi. Màn hình có bị gì nói tôi biết liền nha. Trời ơi, tôi sợ lắm á. Ổn chưa mọi người ơi? Trời ơi, rớt mạng là sao vậy? Rồi, được rồi đó. Nếu ông là nhân vật phản diện chắc gây cấn lắm đây. Ôi trời, tôi nghĩ là phản diện rồi đó. Cái gì đó? Hay đó. Nào. Paul, you entered here who knows how long ago. You're not answering calls, I'm worried. Qua cái hộp y tế lấy thuốc à. Trời ơi, gì mà rớt mạng lúc này nữa vậy. Không đùa chứ. Ừ.
và bị tế thuốc à. Ok ok. Hết chưa? Tự nhiên hết rồi mẹ. Còn gì đây? Ok, làm nhiệm vụ đi. Xét được Clofit Animal. Còn nhiệm vụ nhiều đấy. Từ chúng ta sẽ quen thôi nha. Bây giờ việc chúng ta cần làm là check the net enclosure. Feed the animal à? Enclosure là gì? Đây à? Không được. Này cũng chưa. Đâu mọi người, các bạn hướng dẫn ở đâu? Ở đây à? Đây còn thiếu nhiều loang quá. Từ từ để tôi chiêm nghiệm cái coi. Tôi còn hơi bị cứng cứng mọi người. Chơi game này thấy cứng cứng sao á. Ơ kìa. Rồi. Ừ, sở thú nhìn ghê đấy. À, trời ơi. Tớ nói mà, chưa có quen. Rồi, bây giờ tiếp. Bây giờ thì... Giờ tiếp theo là con gì đây? Tiếp theo là con gì? Hớp. Rogila Hippo. Rồi nha, bây giờ để tôi coi bây giờ tiếp theo con gì đã. Lấy hết luôn à. Được luôn. Ok. Lấy thôi. Hết rồi. Fist. Bỏ fist luôn. Lấy thật luôn. Đấy. Được chưa? Không rồi. Giờ là hết đó mọi người. Yo. Đấy, tiếp. Giờ tới con gì ta? Hồi nãy con này rồi đúng không? Giờ mình sẽ tới tới con này đi mọi người.
Con này à, Wobbly là con gì? Khúc. Ok. Rồi. Tiếp, festival. Ok. Ok. Tiếp. Được chưa? Chưa đủ hả? Animal may refuse to eat. Từ đây là sao? Phải coi bản chứ hả? Từ chưa hiểu. Game của Nga phá đảo rồi. Gì nữa? Game của Nga xong rồi nhá. Nó công nhận game này cũng hại não dữ rồi. Cái bản này gì? À, vậy thôi ba làm lại đi mọi người. Không dầm lại cũng được. Đi. Em muốn coi không? Vấn đề em muốn coi không? Muốn đêm vậy chứ hơi bị căng à. Coi để bữa nào đi nha. Được, nói chung bữa nay tôi tập, hôm nay tôi đi tập nên tôi hơi chuối. Mai thì rảnh rỗi đấy, mai được. Rồi. Ok, để bôi đi. Rồi game mới bây giờ hop là gì đó. Need là cần 2.0. Festival là 1 nha. Nhưng làm sao nhìn là biết được nha. Tôi nghe chưa hiểu nha. Need là cần 2.0 mà. Ê trộm hết hồn. 2.0 rồi khúc nào? Khúc này à? Khúc này à? Ngày 10 ký ha. Nhưng mà mình cần cắt 2 ký thôi. 10 ký 2 ký. Không, ý là cái mé bên nào là đo cân. Ý là bên này là 2 ký hay là bên này 2 ký? Bên này cái này cái cán cân là bên nào biết rồi, nhưng mà phải biết cái hướng nào mới cắt được. Cắt thử nha. Bảy phết một ơi, 9.1 rồi, phết một rồi, hình như sai rồi. Vậy là không đúng. Bị sai rồi. Bên phải nó lấy đúng không? Rồi. Ổn ghê á. Nó chưa gì hết trơn rồi mình bào cái cửa hàng như gì á. Quái kinh không kinh chứ, nhưng mà phải chơi lâu mới biết được.
kiểu mấy con thú bị nhiễm virus đấy, mấy con thú bị điên loạn đấy. Ừ rồi, vậy đi rồi là chơi cho đáng em ơi, chúng ta chơi cho đã, chơi cho đáng nha, ta bỏ công ra chơi rồi, chơi cho đáng. Vậy thôi đi ngủ thôi các mà thấy không bởi. Ừ thì thôi nhé. Rồi để ra lại coi vẫn thiếu à. Thôi giờ mình đi con cánh cụt trước đi, hay Godzilla trước đi mọi người. Ừ vậy đi Godzilla trước đi. Ok nha. Khổ. Trời. Cái gì vậy? What? Nhiều. À, dạ yeah, đúng rồi. Ok ok. Cái mod mod cái mod luôn. 2.5 đúng không? 2.5 gì là con này là 7.7 kg đúng không? 7.7 kg nếu mà chia đôi ra là nghe. 7.7 mà chia đôi ra là 3 mấy. Nghĩa là 3 mấy mà chia tiếp rồi sao? Cái dưới này thì là đâu đó bên đây à, đúng không? 3.7 thì ở giữa, từ ở giữa rồi chính đây thì sẽ vô xíu, thì là 2 kg chỗ này. Rồi đúng kìa. Ok đúng rồi đó, thấy chưa? Good. Được rồi, vậy là xong con Godzilla nhé. Đấy, hãy đừng coi thường anh mà chơi game là anh em là phải nể phục nhá. Cái gì mà đụng vô anh là thôi rồi, đâu vào đấy là phải ngon. Sao anh cắt 2 lần vậy? Cái gì cắt 2 lần em có 1 lần nè. Trời mẹ rất mạng nữa, tức ghê á. Rồi bây giờ đi Godzilla nha. Đi. Spat. Game nhỏ rồi, game chơi mới dễ vậy. Rồi xong, rớt mạng liên tục luôn. Cái rớt mạng liên tục đó nó khiến cho kênh mình nó bị nhiều thứ ảnh hưởng đó. Tôi không thể nào chấp nhận được. Cái này là gì đây? À, blood à. Quá, bây giờ game như thế này rồi em còn muốn sao nữa. Ơ trời, game lỏ nữa em này, kỳ cột. Nói thế thì nói được nha. À rồi, hiểu. Đi tới con nào vậy? Con khỉ ấy, Godzilla đấy. Ừ. Rồi, 2 con điện. Hai đó.
Cái gì vậy? Tí ghê vậy? Rồi, ok, chuẩn bị nha. Ai gọi điện? Ở đâu? Tiếng ở đâu vậy? Đâu? Kéo xác định được. Đối diện chỗ gan hả? Rồi. Ôi, hồi hộp quá Mỹ ơi. Ồ, hello. Trời má, đường này em sợ nha. Thôi kệ đi, không biết nằm đâu luôn á. Hello Ní ơi, đừng quýnh tôi nha, đâu. Hello Mini, đừng quýnh tôi nha. Hello. Vào đồ ăn kìa. Ê. Ê. Rồi đó, xin mời. Rồi cả nhà dùng bữa. Là hai mẹ này không ăn được luôn. Ơi, thì có hai con nhóc ăn được à. Trời, tôi mệt quá, lỏ vừa vừa thôi. Rồi, dọn quên thôi. Hello. Game nông trại trá hình. Em tôi nói hợp lý nha. Còn không? Đây. Rồi đi đâu để nói vậy? Hút phân đấy nha. Tôi đang làm công việc rồi là đi móc phân đấy. Nghe đau lòng chưa? Nghe đau lòng chưa? Rồi tiếp. Rồi bây giờ làm sao? Đo nhiệt độ. Sao vậy? Em mới đập nữa hả? Bị sao em? Không có bị sao không? Rồi sao? Thò. Em bơ. Rồi. Thò nữa. Ờ, nhàn lắm bên. Rồi.
Có đèo ở đây mọi người. Chẳng không có sao hết. Mấy sơ là sao? Gì đây? À, đi kiểm tra âm thanh nè. Làm sao được? Cái gì? What? Làm sao ta? Không em ơi. Đây. Cái này em đưa lên chị đổ cái gì mà. Vâng. Ừ. Làm gì ta? Vỗ cái anh bây giờ nữa. Dạ xong. Submit nước của anh đã biết. Lớn làm như thế nào? Là sao ta? Speed group analyst là sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Đúng mẹ rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rồi, ói rồi, ói rồi. Ói rồi. Rồi, return to the hub. Lên. Về. Nhá. Trời ơi, hồi nãy mình ngày nãy em chỉ sai thuốc anh rồi. Trời ơi, cái này phải suy luận đấy chứ không phải chọn đại đâu. Nãy hèn chi bấm sai thuốc cứ mò mãi. Nãy thích cái này mà đăng lên YouTube tôi cắt cái điên cuồng luôn. Ừ. Nãy lên YouTube là cắt điên cuồng luôn. Ôi chứ lại mất công lắm. Cứ chơi đi rồi để chốt lại cuối ngày sau nha.
hoặc là cứ chơi trước cho biết rồi chơi lại cho chuyên nghiệp, nên có cái clip cũng được, không sao, cái gì cũng được chứ. Để làm gì nữa? À, bao answer the phone when it's ring, trên điện thoại khi thoại rang, điều đó chắc chắn phải làm. Đó là cảnh cáo cuối cùng. À, tức là hồi nãy mình lên điện thoại của ổng đúng không? Có thấy điện thoại ổng đâu mà nghe ở à, đây hả? Trời, điện thoại nghe đây luôn. Return to drop supply level, ok. Supply ở đây à? Supply, đây đây đây. Ôi mẹ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ờ, cái gì có người hôm nay vậy? Gì xuống? Hello? Dang, hey. I mean, night zookeeper Paul Connolly. Don't worry, Paul, it's me again. How's it going? Do you need any explanations? Oh, I definitely do. I thought you had beef or, I don't know, lamb And there's a long-necked pig. You see, Paul, dozens of parasites spread from the mother every day. They infiltrate our animals and they turn into, how shall I put it? Well, monsters. And they have specific tastes. They need meat. What the hell is the mother? Relax. The mother is securely locked away. Not much is known about her, so they study her. Forget about it. You know your tasks. Don't worry about the rest. Damn. I should have been warned about this in advance. I didn't sign up for this. Of course you did. You signed an NDA. I've seen what happens to those who violate NDA. I advise you not to. So if they say grind bodies, you grind. If they say kill, you kill. Got it? Thì đó, lỡ ký rồi. And if by chance you want to tell someone about these little secrets, that would be a direct violation of the NDA. And you'll have to face the consequences of your actions. Now stop whining and get back to work. Rồi. Không sao. Tôi sẽ livestream lại game này sau khi xong game này nhé mọi người. Nếu cần thiết sẽ livestream lại để cho cái video nó được chuẩn chỉnh nha. Cái đây, cho anh có receive infected specimen kitchen factory. À, kitchen nè. Ở đâu? No. Oh, fuck. Trời ơi. Nó đồ người bay cân lên vậy. Ôi mẹ ơi. Trời ơi, thịt ở đây á hả? What the fuck? Rồi bỏ bớt rồi. Nè em nói là kitchen đó mọi người. Kitchen là ở đâu? Kitchen là ở đâu? Không, ý là bếp rồi nhưng mà cái là vị trí ở đâu ấy. Trời ơi má, tôi muốn ngáp ghê luôn á. Ví dụ ơi, fit effect
infected animal. Repair meat rồi. Kinh dị nha. Chị ai biết đâu kịch bản kem là sao? Thế nãy sao anh nói trước? Vậy giờ mình phải đi tới mấy khu vực mà nó bị nhiễm bệnh à. Cái trên đâu vậy? À cái chân nữa. Tiếp đi mọi người, tiếp đi. Đừng mất thời gian. Cứ làm tiếp đi. Rồi. Giờ tới con này. Cái con quan con này cứ đủ chưa? Con gì á? Thiếu rau à. Vậy đi cái này đi qua chỗ chi bánh cục rồi mọi người. Trời ơi má ơi, chưa đi chơi gặp nhau rồi. Chào chú. Trời điệu nhảy gì vậy? Hello.
đi. Thế con này bị sao nè? Con này bị sao vậy? Bị nhiễm bệnh à? Cái gì mà ói quá trời vậy? Đó chính là nó, cái con đỏ quét kìa. Chính là mày Rocky à? Rocky nha mọi người. Ủa mấy con bệnh nữa quên. Nó đâu nhiều con hơn thì sao? Không biết là để đâu cho hết hả? Lỡ tụi nó bệnh hết thì sao?
Rocky á mọi người. Cái con Rocky bị bệnh á. Thank you.
đúng rồi. Rồi sai. Trời chơi này suy nghĩ thuốc gì nữa. Nó không làm thuốc mình luôn như trời ơi. Ủa đo máu như thế nào? Gastrolytic rồi dạ dày. Nào bảo vệ dạ dày ra. Không hiểu nổi. Thì dùng thuốc gì đây? Gas nè. Phải chụp đi, chụp màn hình lại coi coi. Viêm dạ dày ruột. Viêm ruột là dạng viêm ở dạ dày nhiễm trùng. Viêm dạ dày hả? Vậy mình có thuốc gì? Thuốc nào kháng viêm hay sao? Giờ viêm về vấn đề dạ dày nhé. Hay nãy này thường tiêu hóa về chắc cái này nè. Rồi quá thiệt rồi. Ôi mẹ ơi.
làm sao đây? Rescue Daisy, rescue Handle Mutant, hit the pet animal. Tôi cứu em thôi. Trời, tôi cứu em. Chết rồi, nó ăn con tôi rồi. Oh no. Chơi làm sao đây? Rescue Spocky. Rồi. Chết tôi rồi. Mọi người hiểu làm sao luôn đấy. Lê thô đúng không? Cái này đúng không? Rồi. Vậy cứ baby thôi, nhanh lên. Đó rồi, nghe rồi, cái bé, từ từ. Để anh. Không, mày đâu? Trời ơi, xin lỗi Rocky nha. Ở đâu? Ở đây à? Mày. Ồ, cười. Cười. Ê. No. Rồi xong. Oh fuck. Trời ơi. Ê da, đau. Cáo mấy cái tức rồi xong. Ui. Cắn nó. Ui. Ây da. Nguyệt xúc. Rồi hiểu cách chơi mọi người. Anh hãy có chơi đó. Ôi. Đâu mày đâu? Thôi vậy cứu em thôi. Chết cha chuột rồi. Mày.
rồi. Complete, complete. Xong. Ui. Ui, may quá anh em à. Ở cái ngoài đây. Ok em, ok em. Đợi xíu nè anh lấy cái máy hút về, về đi đã. Mình phải lấy cái máy hút. Nãy giờ mới hiểu cách chơi nè mọi người. Trời ơi, ói quá. Rồi nhiễm bệnh luôn rồi. Có nào rồi cái tu hành quá giật luôn. Nãy giờ mới là trọng tâm này. Nãy giờ tôi mò cái quần què gì đấy mọi người. Hồi nãy tôi đâu có hiểu đâu, bởi vì nãy giờ chơi lâu quá đó. Bây giờ hiểu rồi. Mấy cái chuồng sợ tôi sẽ làm nhanh hơn nha. Rồi cây đi hút khí sinh nha. Rồi đây. Mày. Đừng có mơ. Đừng hòng ăn khiếp đàn em của tao nhé. Không được à? Gì mà không mở được nha. Rồi.
luôn ba ơi. Cứu sao? Chắc bay kinh như y bay kinh như như chơi đấy, không đùa đâu. Ừ, em nghe rồi. Trời ơi, tôi mang như tôi coi thử rồi. Bây giờ cần phải đi tiếp cái chuồng nữa, cái tiếp à. Giờ tới chuồng con gì nhỉ? Gì ra giờ tới hoán hưu rồi, hình như con cắn con hai ngày rồi nè, giờ tới con kangaroo đúng không? Kangaroo clean. Cái gì Clean the bio filter là cái gì? À đấy hả? Clean như thế nào? Giờ hớp đúng không? Cần kiếm mấy cọng lá. Hốp. Ok, thì mình sẽ bỏ bớt mấy cái lạc gà không cần thiết ra nè. Ừ thì cũng quằn quằn gì nè, bây giờ nó mới trái chiều đó em. Lúc thì trailer thì nghe rất là hay, nhưng khi mà chơi mình sẽ thấy nó có nhiều vấn đề nha. Bây giờ là chúng ta cần 2 kg đúng không? 2 kg. Cái này là 9.7. 9.7 thì
9,7 chia 2 là 4,4 ấy. Rồi về nhớ vô trong xíu nữa. Đúng không? Cắt. 1,9 à. Cũng được. Một ký à. 8,2. Một ký chắc miếng này nè. Chung là ở mức chấp nhận được. Ok. Không sao hết. Rồi, chúng ta đi. Ok, đi nha. Mới vô đánh dấu ít là sao? Mặc quần rầu là sao? Bây giờ đầu tiên là cho tôi ăn cái nè. Từ nhá, đừng vội nhá. Một đứa bệnh. Một đứa bệnh nha mọi người. Rồi. Viêm ly đúng không?
chắc nhiều con bệnh á. Cảm ơn chim nha. Một đứa thử máu từng đứa một. Cảm ơn nha. Thank you. Con này lấy loại đúng không? Con này khả nghi nhất. Lấy thuốc tim coi. Chắc trốn đấy. Cảm ơn bạn chim nha. Đứa này luôn. Vậy rồi. Cái này lấy máu này hơi nhiều á. Cái gì đây mới mở cửa được à? Chán thế.
là chỉ có Wally thôi. Wally hả? Rồi cũng bị tiêu hóa hả? Vậy còn máu nó là sao? Mình chưa có ra máu, mình chưa có lấy máu của con hàng Wally. Sợ vì nó nhiều triệu chứng rồi mọi người. Bây giờ phải lấy máu Wally trước đã. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cứ đồng đội thôi. Nó xuất hiện rồi. Nó thôi trời ơi dữ vậy Wally ơi, biết sao không? Ủa kia chạy nhanh quá không bắt, không bắn nó được. Chạy. No. Ôi. Chưa nhập đạn nữa.
Ủa chưa nạp đạn hả? Ngu vậy. Chết rồi các bạn ạ. Ôi mấy con bò khỏi rồi. Hết nước máu rồi. Rồi. Giờ mình sẽ check thôi. Hồi đây nha, triệu chứng Salmonellosis nè. Về mặt liên quan đường dạ dày rồi. Bệnh thương hàn nhiễm trùng do vi khuẩn. Bệnh thương hàn hả? Rồi đúng. Ok. Xong. Ugh!
là xong mình đi hết chỗ dây đâu đó mọi người. Paul, my friend, where are you? Come here. It's time to see how you fared during your probation. Hey, Paul, how are you feeling? Oh, by the way, I've had the pleasure of meeting your wife. Can you believe she reported to the police that her beloved husband disappeared in the zoo? Good thing I have friends everywhere. Now she will have to go into the grinder too. Well, lie down here for now. I'll prepare everything. Uh-oh, looks like mommy is particularly hungry today. Goodbye, Paul. Tell mother. Ôi vậy? Ôi kìa. Ôi là hết game rồi. Hả? Paul chỉ cần share the journalist. Anh ấy không gọi Lưu Ly. Lưu Ly đai 5 phút.